Hello, Dậm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút vui vẻ và sảng khoái nhất khi nghe những clip kể chuyện của em. Thì đến chương trình kể chuyện này, em xin phép gửi đến cho quý vị một cái video clip mang tính chất giải trí cực mạnh. Mà nếu em nói cái gì có điều chi sai sót thì mong quý vị bỏ qua cho em nha. Tại vì cái clip này là nó mang đến những giây phút vui vẻ để quý vị sảng khoái cười với em cho vui, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thì đây là một cái clip nói về cặp vợ chồng ở dưới quê quý vị ha. Thì cái tội của ông chồng này là ham nhìn nhiêm lạ, ham nhìn nhiêm nhạ mà về còn kể với bà vợ nghe nữa. Thì cái kết như thế nào, bánh mời để gia đình của mình cùng lắng nghe ha. Đó, thì cái video nào mà kể chuyện về chim là thường á là được rất là nhiều quý khán giả ủng hộ, cho nên là ngày hôm nay em sẽ xoay quanh cái chủ đề đó để kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện này ha, để mang đến những cái tiếng cười ha. Thì cái câu chuyện như thế này, ông chồng á, ổng đi đâu về không biết nữa, tao nói đi sáng uống cà phê mà đi mấy tiếng đồng hồ mới về. Bà vợ ở nhà, tao nói chồng đứng chồng ngồi, thấy ông chồng vừa chạy chiếc xe Honda về dựng xe, cái ông chồng đi vô mặt mày ù buồn ú rũ ngồi chống cằm. Bây giờ hỏi sao vậy, sáng ông đi uống cà phê cái gì mà mấy tiếng hồ mới về vậy, bữa nay làm gì ngoài đó mà sao mặt mày về ú rũ như mất số gạo vậy, ngồi lót gơ giữa vậy? Thì anh chồng mới nói trời ơi, để tôi kể bà nghe, sáng tôi ra tôi uống cà phê với bạn mà tôi gặp nhỏ kia nó cũng đi uống cà phê với thằng bồ nó, mà sáng tôi đi uống cà phê thì tôi lại quên mặc cái quần xì nữa, quần lót tôi quên bận. Thành thử ra là tôi thấy nôn quá, tôi đi uống cà phê thì tôi đi đại, tôi quên mặc cái quần. Cái tôi mới quần ở trong á, bắt đầu tôi mới đi ra ngoài, tôi ngồi thì gió thổi nó mát nữa. Thì bất ngờ là có một cái cặp tình nhân nó đi vô, mà con nhỏ này với thằng người yêu nó thì ngồi đối diện tôi. Mà nó ngồi thì nó mặc cái váy nữa, mà hình như nó quên mặc quần trong. Đó. Thì mà nó ngồi cái tướng nó như vậy nè. Thì tôi cũng hiếu kỳ nữa, mà mình cũng đàn ông mà bà cũng biết rồi, thì hiếu kỳ tôi mới dòm xuống thì tôi thấy cái ngã ba nhà thương của nó. Thì trời đất ơi, cha mẹ ơi, tôi thấy cái con gì của nó mỉm cười với tôi nữa, có cái răng khểnh nữa. Thì tôi hỏi bà chứ trời đất ơi, làm sao mà chịu nổi cái cảnh tượng này. Thì cái của tôi, ta nói dựng đứng lên 12 giờ dương cừa khởi nghĩa liền, thì làm sao mà tôi có thể đi về được, bởi vì tôi ở đó hoài tôi không có về được. Kể cho bà vợ nghe ngon ôm từ đầu tới cuối anh dết luôn. Bà vợ nghe xong ha, bực lên rồi, hỏi ủa chứ ông ngồi đó rồi tại sao không về, nó dương cờ khởi nghĩa thì kệ nó, thì ông cứ đi về lên đi, bành chứng bất cưng lên gì kệ nó. Trời, bà biết rồi, bà biết của tôi rồi, bành chứng bất cưng vậy đó ha, chà bá lửa vậy đó. Rồi bây giờ tôi đi về vậy nè, 12 giờ vậy đó, để cho cả xóm cả làng ai cũng biết tôi đang tật cười lên đầu tôi hay chi, tôi phải ngồi hoài vậy đó, đâu có dám về đâu, ngồi mấy tiếng hồ luôn. Bà vợ mới hỏi chứ trời đất ơi, bởi vậy ha, tại sao đi uống cà phê mà có cái quần nhỏ không mà cũng không bận vô nữa, mà gặp cái con nhỏ nào mà vô duyên vô dùng, con gái con lứa đi mà ra đường mặc cái váy cũng quên mặc cái quần trong nữa, chắc nhà nó nghèo dữ lắm á. Ba má đông nhà nghèo, thử ra không có quần ở trong bận ha, ngồi cái kiểu con gái lứa ngồi kiểu vô duyên vô dùng à. Thì bởi vậy, trời ơi, tôi mới bắt đầu là tôi cũng như là làm sao mà tôi về được trong cảnh tượng này, bà thấy không, tội nghiệp chồng bà không. Bởi vậy tội nghiệp hả, tội ông là tội chưa xử, ông nghĩ sao, trời ơi, phải chi ông ở nhà mà của ông mà nó, tao nói nó cũng bành trướng bất kinh giống như vậy ha, thì tôi đỡ khổ biết mấy luôn á. Cái ông ra đường á thì ông dương cờ khởi nghĩa, còn ở nhà thì tôi kêu ông á, ông cũng không có làm nữa. Rồi sao rồi, rồi tối nay làm được mấy nhái? Bà vợ bà hỏi ông chồng một cái giọng điệu gặn giọng vậy đó. Chồng quay qua, nhái nhái gì, thôi để tôi tính lợi coi, tính cái gì ha. Nói tới ông á, ông ra đường á thì ông bành trướng bất kinh lên, còn ông ở nhà thì kêu ông có một nhái à, mà ông cứ tính tới tính lui hoài cũng chưa có được nữa, có chuyện nó cũng tính nữa. Trời ơi, cái chuyện này là cái chuyện hệ trọng mà bà, cái nhái thì nó quan trọng lắm chứ đâu có giỡn được.
rồi mình phải tính cho đâu đó đàng hoàng rồi mình mới làm chứ, mình phải suy nghĩ trước khi làm chứ. Trời ơi ông nội mẹ ơi, đợi ông suy nghĩ là tôi có bầu với ông nội hàng xóm kế bên rồi nghe. Ông lo mộng liệu mộng tính đi, tính 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 hoài chồng với trả con bực bội à. Bây giờ te bỏ đi, ông chồng suy nghĩ nó, trời đất ơi, con với con vợ tôi bởi vậy giống như con sư tử Hà Đông vậy đó. Trời đất ơi, cho chồng ăn toàn là khô cá đù, toàn là trứng vịt luộc chấm bao muống mà kêu nhái 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 gì mà nhái, ăn ỉa chảy thế bà nội luôn. Nội mà cái vụ ỉa ỉa không cũng đủ khổ rồi, húng gì mà nhái gì nổi nữa. Trời ơi, số tôi sao mà nó gỗ như vậy này trời. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe cái tiểu phẩm của hai vợ chồng này ha. Cũng đây là một cái video mang tính chất giải trí thôi chứ không có gì hết trơn á. Và nếu em có nói gì sai thì mong quý vị bỏ qua cho em nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.